Hello, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trên channel mới của mình. Ok, hôm nay mình sẽ sắp xếp các hình thù này với nhau nha. Cùng với hai bạn, chào đi. Chào. Bạn ấy tên là giới thiệu, bạn tên là gì? Bạn tên là Linh Chi. Bạn tên là Linh Chi, bạn tên là gì? Đức Lương, ok, Linh Chi, Đức Lương, bạn Đức sẽ cùng sắp xếp cái này nha các bạn. Ok, let's go. Ok, ai ở từ ai mà sắp xếp xong nguồn trước, nhỏ to được, bình thường được. Đấy thì sẽ được tiền quà đúng không? Thế mình sẽ giới thiệu cho các bạn sau. Ok, let's go. Bắt rồi. Ai chiếm được cái nhà trước của mình đấy không như nhau hết à? Ok, mình sẽ xếp một cái gì đó. Xếp hôm nay không phải xếp dính nhau nhưng mình xếp cách một gì. Mấy bạn này chắc không cần mấy viên gạch đâu, mình lấy không không từ
this song. Say it all to me. Tell me you like. Tell me. Hang on. But do you say what you like? But okay, is it still like what you like? Let me do it now. Put your back now, like that. Yeah.
cái đi. Thời gian tính các bạn rơi ạ. Bạn đi 10 giây đến ngược. 10 9 8 7 6 5 4 3 Ôi, bạn đi được rồi. Để ra. 2 1 Đúng rồi, bắt đầu. Và 3 tuổi nhà trong này đã hoàn thiện. À, xong hết rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ khảo sát cả 3 mô hình này. Xem mô hình nào đẹp nhất. Nào, chị, xem mô hình nào đẹp nhất. Quan sát thêm 3 mô hình, xem mô hình nào nhất. Mô hình nào nhỉ? Chị cho rằng là mô hình mà đẹp nhất. Đi vô nhà. Đi á. Môi mà đi của anh mà chi môi mà đẹp nhất. Môi đẹp nhất. Ok, mình đã có một like rồi. Bạn chi được một like. Thì mình cho rằng là môi của bạn đi đẹp nhất. Thì nếu mà bạn nào thấy không đúng thì hãy để dưới comment của mình nhé. Ok. Thì bây giờ 3 người để bằng nhau thì có quà 3 người. Đấy, 3 phần quà, 2 phần quà bằng nhau. À, bây giờ mình sẽ trao phần thưởng ạ. Bạn nào thấy không đúng mà cái yêu thích này thì bạn thấy mua nó đẹp nhất thì hãy để với comment của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy phần quà cho hai bạn. Ok, được rồi. Đầu tiên là tặng bạn Vin cái gì nhỉ? Tặng bạn Vin là quả trứng khủng long. Trứng khủng long sẽ đổ đấy. Đây, tặng bạn. Nó đổ luôn. Anh em thấy khủng long to đúng không? Đẹp quá, tặng bạn Vin. Khủng long đấy chứ. Đây, bạn nhỉ? Đây, để cho anh. Đây là phần quà bạn Vin để cho anh. Đây, một trứng. Một trứng cũng cả một khủng long. Chi trong phần quà chính là quả trứng này mình thì khác hơn. Tặng chi quả trứng, bạn thử mở ra xem có gì. Mở ra, tôi sẽ mở. Wow, Peppa pig. Ok, thì bạn chi đã được quả trứng Peppa pig. Anh mở ra cái gì ạ? Đổ trứng Peppa pig. Còn mình sẽ được một phần quà chính là quả bóng rồi, bạn chi thật thông minh nhỉ. Quả bóng mini làm tròn luôn. Quả bóng. Ok thì clip này sẽ kết thúc ở đây. Và bạn nào thấy clip này hay thì hãy đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe. Các bạn hãy nhấn cái nút chuông để báo cho bạn biết là sẽ khi nào video mình ra các bạn nhỉ. Và cảm ơn các bạn xem clip của mình. Chào các bạn, chào em.